Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Sau thời gian ra mắt trong năm 2024 thì Kidman K360 đã dần nhận được sự tin tưởng của người chơi mới, các đại lý kinh doanh nhạc cụ và từng bước tiếp nối thành công mà Kidman K350 đã đạt được trước đây. Trong video hôm nay, anh em hãy cùng tìm đóng gói siêu phẩm này về với khách hàng tại Thủ Đức. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Đây là phía trong kho hàng công ty, bạn nhân viên đang bắt đầu mang chiếc organ Kidman K360 ra phía ngoài, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Thùng đàn thiết kế chắc chắn, lớp bìa rất dày để bảo vệ nguyên vẹn sản phẩm bên trong, và đàn chỉ hơn 5kg nên mang vác rất dễ dàng. Trước khi đóng hàng, mình phải cùng anh em tìm hiểu về siêu phẩm Kidman K360 nhé. Màu xanh xám navy tạo nên vẻ đẹp lịch lãm vô cùng sang trọng cho đàn. 61 phím đàn trên K360 với 5 cấp độ cảm ứng nhận và một chế độ off được hãng cải tiến, độ phản hồi cực kỳ ấn tượng. Nóc xoay màu đen cùng dải sáng led ấn tượng, tiện lợi cho người chơi chọn điệu và tiếng Anh chọn. Kidman cho bạn luyến lấy âm sắc. Màn hình LCD LED 4 inch hiển thị rõ thông tin bài nhạc đẹp cho người chơi. Nút chức năng bố trí khoa học giúp người chơi mới dễ dàng làm quen với đàn. Thư viện âm thanh khổng lồ vô cùng chất lượng lên đến 740 tiếng, 128 polyphony, sở hữu bộ style siêu khủng lên đến 390 điệu, trong đó có 150 điệu mở rộng được cài theo lựa chọn của chính người chơi, 160 bài hát được cài sẵn. Đặc biệt nhất chính là bộ hai loa công suất 20W đem đến người chơi âm thanh đầy lôi cuốn. Kidman K360 luôn được update liên tục. Bộ Stamler mới cực hot trên thị trường. Organ Kidman K360 trang bị 6 cổng kết nối với cổng nguồn 12V, cổng mic, cổng aux in kết nối âm thanh vào đàn, cổng phone xuất âm thanh ra loa, cổng kết nối pedal, cổng USB để cài đặt truyền dữ liệu vào đàn. Quà tặng cực kỳ hấp dẫn cho anh em mua Kidman K360 đó là bao hộp đàn, đèn to và rất cứng cáp, chân đàn đôi bằng sắt đầy chắc chắn, và jackphone chuyển đổi cấp 3.5 sang 6.5 cùng với phí bảo hành chính hãng tại Minh Phụng Music. Ngoài ra, khi mua siêu phẩm K360, các bạn lại còn nhận được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 7 ngày, giao hàng miễn phí toàn bộ, trả góp với lãi suất 0%. Tim bắt đầu quấn đàn với nhiều lớp ni lông dài, rất nhiều lớp xung quanh các mặt đầy cẩn thận, chiếc đàn K360 tránh chày xước khi vận chuyển, ẩm ướt do chơi mưa, đảm bảo hàng luôn đạt chất lượng tốt nhất khi đến với khách hàng. Nào, theo mình mang đàn ra xe để đội lên đường giao nhanh chóng đến anh khách tại Thủ Đức nhé. Cảm ơn anh đã yêu thích và chốt ngay siêu phẩm Kidman K360 chỉ trong vòng một nốt nhạc. Vậy là buổi giao đàn K360 hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu organ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.